Trời hết mưa rồi, giờ cởi áo mưa ra và phát hiện một cái điều đặc biệt, đó là thằng Hào nó bị một cái lỗ với áo mưa. Rồi giờ anh em cởi áo mưa nè. Đi bão táp gấu với bé Hào. Riêu bão. Hết cái đường chạy rồi. Đó là vừa mưa mà vừa kẹt xe nữa. Hôm nay rồi mà đi với Hào, và bé Hào nói là hôm nay ngày lên trời thế này mà đi là để dành ngắm hoàng hôn. Sao bữa nay được ngắm mưa. Mình bỏ quên mất chìa khóa đâu rồi. Đây, đây là cái thứ mà mình phải quay lại để mình lấy. Đó là cái kìm chìa khóa của mình. Và đó là chiếc xe trung chuyển của mình. Đó, cái này nè. Đây là xe trung chuyển của mình và mình sắp được về nhà rồi, mệt quá. Và mình chuẩn bị đi nhà thờ. Dơ lên kỳ quá rồi. Hello, mình là Gấu đây. Và chào mừng các bạn đã đến với Gấu To. Và rất vui được gặp lại các bạn trong suốt một thời gian dài không xuất hiện trên YouTube. Thì đây chính là kênh YouTube chính thức của Gấu. Rất là vui vì Gấu đã có một kênh YouTube của riêng và thực hiện những dự án mà ngày xưa đến giờ Gấu rất là muốn làm, nhưng bây giờ mới có đủ thời gian và mới có đủ điều kiện để làm. Nói chung là cũng bận rộn, phải ăn lại ngủ cái thứ là ăn là ngủ rồi ăn tập cái kiểu kệ đi. Gấu To là một kênh YouTube chính thức của Gấu, nó sẽ liên quan đến tạp hóa. Thì Gấu sẽ làm vlog trên này, Gấu sẽ review về những cái đồ tạp hóa trên này. Ok, Gấu rất mong các bạn sẽ ủng hộ Gấu, bởi vì kênh YouTube này Gấu nghĩ nó sẽ rất là hữu dụng để các bạn có thể áp dụng những điều Gấu chia sẻ vào cuộc sống riêng của các bạn. Và rất cảm ơn các bạn đã xem clip, nếu nghĩ thôi, tại vì chưa có clip nào hết mà. Rất cảm ơn anh em đã xem clip, nếu thấy clip hay hãy like và subscribe cho Gấu To. Và đừng quên share clip để kết nối những tâm hồn vui vẻ lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.